Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha anh em. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mày. Ở video này thì Khải thì soi sơ đồ của top 3 lượt đấu mùa vừa rồi nha anh em. Đó, anh em thấy cái dòng nhá, có cái dòng thành 6 thành kiếm, 5 6 thành kiếm dưới chân không? Đó, đó là hạng võ lâm lượt đấu hạng 3 nè. Và đồ Khải đây nè. Nói chung là đồ Khải không khác gì nữa anh em à, giống như xưa giờ thôi. Đó, hôm trước thì Khải đánh đường môn xong thì Khải đổi qua con lôn Khải chơi, rồi giờ Khải đổi ngược lại đường môn. Đây, đầu tiên là cây vũ khí. Đó, cây vũ khí này là cây vũ khí bình viện của Khải sang boss ra nha anh em. Cái vũ khí này Khải sang boss ra nha anh em. Đó. Anh em có xem video Khải anh em cũng biết rồi, tốc 20, sát thương 31 và 94%, sinh lực 47. Thì cái nỏ này đầu tiên cho đến bây giờ thì nó vẫn là nô 1 rồi anh em à. Đồ xanh vĩnh viễn vẫn là nô 1 rồi. Chưa có cái nỏ nào đẹp hơn. Rồi, đặt móc nha anh em, tốc 20 đặt móc rồi nha anh em. Rồi, tiếp tục đó là dây chuyền kháng cản 13, 13 kháng lôi. Thì cái chuyền mọc này Khải chỉ kích được cái nón dòng 2 anh em, chứ còn nó không kích được dòng dưới. Đây, nón Khải này hay là 40. Khải đường môn sẽ đi theo kiểu cũng là phòng thủ vũ lý. Nhưng mà Khải có 3 món thôi nè. Khải có 3 món thôi. Nón này, bao tay này, bao tay này ép xịt anh em thấy rồi. Video trên kênh anh em thấy rồi. Không thể hiểu xịt 20 luôn nè. Rồi, đai lưng 19-40. Đó, ok chưa. Thì hiện tại Khải tiếp tục đó là đôi dây 40 và 22 kháng hỏi thực lực cao. Rồi, tiếp tục đó là cái áo. Áo thì 40 và 20 chúng độc. Và 20 không bay, sức lượng lực. Nói chung là đầu tiên tầm này cũng khá tương đối rồi nè. Cũng có nhiều món Khải và ép mát như là đai lưng, nhưng mà Khải bán rồi nè. Khải mua là đai lưng này. Đó, đồ Khải như vậy thôi. Thì hiện tại đang có ta 125% từ thêm nhẫn rồi nè. Đó, 125% và full kháng hỏa. Kháng hỏa này. Đó, 23 22. Ok, được kháng tất cả. Đó. Rồi thì Khải mang một bòi lôi đỡ kích cái đai lưng dòng 2 làm chậm nè. Đó. Khải mang cái đai lưng mọc đỡ kích cái đai làm chậm này. Đó. Nói chung set đồ Khải thì gọi là set đồ 5 hành nè. Set đồ 5 hành. Chứ không được set đồ ăn ban này nọ đâu nè. Và con phi dân. Phi dân này đầu server Khải mua 5 triệu, Khải mua mấy triệu, 3 triệu 3 đó nè. Nói chung con phi dân này thì sau này có bán thì Khải thu lại 75 kim nè. 75 kim tương đương khoảng gần 4 triệu hơn một chút nè. Gần 5 triệu. Đó vậy thôi. Sẽ đồ Khải khá là đơn sơ thôi nè, mà nói chung là Khải cố gắng được hạng 3 thôi nè. Thắng 41 thua 7. Đó. Hạng 3. Rồi bữa nào Khải sẽ soi hạng top 1, đồ hạng top 1 cũng như là đồ hạng top 4 cho anh em xem. Đây, anh em xem video của Duy Khải thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ nè em ơi. Video này thì Khải sẽ đang soi vào lâm liên đấu hạng 3 nha mọi người. Đó, ok chưa? Kháng Khải này, trường em ơi này. Chúng mình tầm này kháng như thế này thôi nè, không có nhiều hơn được đó. Dạ thôi. Kháng này đã đi đánh liên đấu tháng vừa rồi anh em. Đó, ok chưa? Anh em nhớ cho một like chia sẻ cho nha.